Chào các bạn, trong video ngày hôm nay, Tech10ad.com sẽ giới thiệu cho các bạn cách để thay đổi ảnh đại diện và ảnh bìa trên Facebook. Trước hết, các bạn cần đăng nhập vào tài khoản cá nhân và truy cập vào trang cá nhân của mình. Đầu tiên, mình sẽ hướng dẫn cách để thay đổi ảnh đại diện. Hiện tại, ảnh đại diện của mình là như thế này. Mình chỉ việc rê chuột vào phần ảnh đại diện. Sau khi rê chuột, ảnh đại diện sẽ hiện ra phần cập nhật ảnh đại diện. Và bạn chỉ việc ấn vào phần cập nhật ảnh đại diện. Tại đây, Facebook sẽ cho các bạn lựa chọn. Bạn có thể chọn các ảnh mà bạn đã đăng ở trên Facebook trước đó để làm ảnh đại diện, là những ảnh như thế này. Hoặc là bạn có thể chọn phần chụp ảnh, tức là bạn mở camera máy tính và chụp luôn ảnh và lấy ảnh đó làm ảnh đại diện. Hoặc là bạn tải ảnh lên, tức là bạn có ảnh lưu ở trong máy tính và bạn muốn tải ảnh đó lên để làm ảnh đại diện. Thì bây giờ mình sẽ lựa chọn phần tải ảnh lên chẳng hạn. Mình ấn vào phần tải ảnh lên và sau đó mình sẽ lựa chọn file mà mình đã lưu ở trong máy. Mình lựa chọn hình ảnh này chẳng hạn, thì mình click vào hình ảnh đó. Và ảnh đó sẽ được tải lên. Tại đây, Facebook sẽ có phần chỉnh sửa cho các bạn. Các bạn có thể cắt hình tùy theo ý muốn. Ở đây mình sẽ để hình nguyên và không cắt hình như thế này. Khi mà cắt hình, các bạn có thể kéo hình ảnh để đặt cho vị trí trung tâm hoặc là đặt đúng vị trí mà các bạn muốn thể hiện. Sau khi đã chỉnh sửa xong, các bạn nhìn thấy phần lưu ở ngay phía dưới bên tay phải. Các bạn ấn vào phần lưu. Vậy là đã xong. Mình vừa cập nhật được ảnh đại diện của mình. Bạn đợi một chút cho ảnh load. Đây là ảnh đại diện mình vừa cập nhật. Tiếp theo, các bạn muốn thay đổi ảnh bìa. Hiện tại ảnh bìa của mình là như thế này. Mình chỉ việc rê chuột vào phần ảnh bìa. Các bạn sẽ nhìn thấy phần cập nhật ảnh bìa hiện lên ở ngay phía bên tay phải, ở góc trên. Ấn vào phần cập nhật ảnh bìa. Ở đây Facebook tiếp tục cho các bạn các lựa chọn. Các bạn có thể xóa ảnh bìa này đi, hoặc là đặt lại vị trí, tức là các bạn chỉnh sửa lại ảnh bìa hiện có của mình, hoặc là tải ảnh lên, hoặc là chụp ảnh của tôi. Ở đây mình tiếp tục chọn phần tải ảnh lên, ấn vào phần tải ảnh lên và sau đó mình chọn file mà mình muốn. Mình chọn hình ảnh này chẳng hạn, thì mình sẽ click vào hình ảnh này và hình ảnh đó sẽ được tải lên như thế này. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy phần kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa, tức là các bạn có thể để ảnh bìa của mình sao cho hợp với trung tâm hoặc là hợp với ý muốn như thế này. Đây, mình sẽ để lại ảnh bìa như thế này và mình sau đó sẽ ấn vào lưu thay đổi. Phần lưu thay đổi ở ngay phía dưới bên tay phải. Ấn vào lưu thay đổi. Vậy là đã xong, các bạn lại vừa cập nhật xong ảnh bìa của mình. Như vậy, video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Và chúc các bạn thao tác thành công. Ở video lần sau, mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách để tìm và kết bạn ở trên Facebook. Chào tạm biệt các bạn.